thắng kiện vụ đòi nợ, Hoa hậu Thùy Tiên nhắn nhủ, sự thật vẫn mãi là sự thật. Nàng hậu tâm sự thời gian qua vô cùng khó khăn khi luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan để những người yêu thương mình không phải lo lắng. Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vừa mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự liên quan đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Do tòa chưa tiến hành các thủ tục tố tụng vụ cô khởi kiện bà Đặng Thùy Trang, nên phía Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 yêu cầu rút đơn kiện để vụ án được giải quyết nhanh chóng. Về vụ bà Đặng Thùy Trang kiện Thùy Tiên về tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hội đồng xét xử tuyên bố không chấp nhận yêu cầu của bà Thùy Trang về việc đòi bà Thùy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng. Tòa cũng bác yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại số tiền 14,9 triệu đồng của bà Đặng Thùy Trang. Sau phiên tòa, Hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân khi mọi việc đã được làm rõ. Người đẹp tâm sự thời gian qua là khoảng thời gian khó khăn khi bản thân cô luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan để những người yêu thương mình không phải lo lắng. Thùy Tiên tâm sự bản thân không được phép gục ngã dù bất cứ lý do gì. Sau tất cả, Tiên mong rằng những bạn trẻ ngoài kia sẽ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phải luôn tỉnh táo trước mọi sự việc để không bị lừa giống Tiên. Ngày hôm nay Tiên có thể an toàn, nhưng với các cô gái khác thì không thể biết được, nàng hậu chia sẻ. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, ekip và bạn bè đã luôn ở bên cạnh, sát cánh cùng mình. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật và công lý sẽ chiến thắng. Để Thùy Tiên có thể kiên định, nỗ lực không ngừng đó chính là nhờ sự yêu quý vô bờ bến, sẵn sàng bảo vệ Tiên dù bất cứ giá nào của các bạn phán. Cảm ơn vì đã luôn ở đây, kết thúc những điều không vui sẽ là một Thùy Tiên thêm phần mạnh mẽ. Những dự án ấp ủ cho tương lai sẽ chuẩn bị công bố với cả nhà trong thời gian tới, nàng hậu nói thêm. Thời gian qua dù chịu sự ảnh hưởng từ vụ kiện, Thùy Tiên vẫn ghi điểm với công chúng khi chăm chỉ hoạt động. Cô cũng nhận được sự quan tâm và yêu mến khi xây dựng nội dung tích cực, lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng thông qua những dự án thiện nguyện, hoạt động cộng đồng. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1998 đang có chuyến công tác tại nước ngoài.